Trời ơi, mập nó chạy với thở không nổi rồi kìa. Mập chạy thở không nổi rồi mập. Xuống đây Bill. Xe kìa Bill bo. Ôi ơi, mập này nó chạy dữ vậy ta. Đi Bill kìa, Bill kìa, đây nè, Sam kêu kìa. Nè, mỗi đứa một cục nè. Sam kìa. Sam cũng lấy của con một cục rồi đó. Chạy theo Sam đi, go. Nhanh. Chạy Sam kìa. Lại mạnh gì vậy? Thôi rô nó nhiều mỡ, nó chạy cho hết mỡ chứ con đâu có mỡ đâu. Bi này ăn trước đã, ai làm gì làm ăn. Hai đứa không chạy, ai làm gì làm, mình ăn trước đó hả? Gỡ không, con gỡ ra cho. Con không gỡ ra con ăn vậy sao ăn. Đưa đây mày, mày gỡ ra cho. Đây mày gỡ ra cho. Ngâm. Ngâm mà. Ngon quá. Nè, nè Bill. Bill, nè. Ta Bill ơi, ta Bill ơi. Nhưng mà nhảy kia ra. Trời ơi, đứa nào cũng xả rác hết trơn trời rồi. Không. Trời ơi, bà nhảy gì vậy bà? Quá trời gà luôn. Trời ơi, quá trời mít luôn. Rồi cái cây đâu mà mít không là mít. Mít quá trời mít. Đi đâu vậy? Đi đâu hả? Nhà ông đây, nhà ông Phúc có ai không? Bill. Có ông Phúc trong nhà không? Không, có. Xe nè. Xe, xe, đứng yên, đứng yên. Chạy. Trời ơi, mưa xong mát, mát con đường ghê. Chạy đã, chạy đã không, chạy đã không. Chạy dữ hen, hen. Chạy, ok. Ôi trời ơi, mình cái nữa. Giờ mới được ra chơi nhưng kêu nhỏ đi tắm kìa. Ông nội. Ông nội kỳ cục. Mệt quá hả? Mệt quá. Nghe mà nó nặng luôn á. Ăn đi. Đây. Rồi chạy vậy đi cho nó tiêu hết hai hộp sữa là ăn cơm là vừa đó. Dừa, tự nhiên lụm cái đó vậy. Ê, quay cái mít của nhà ông nội Sam kìa. Trời ơi, trái quá trời trái. Quá trời trái. Ôi có xe lên, xe lên, xe lên, xe lên.